Với chủ đề nâng tầm giá trị sản phẩm đặc trưng Đồng Tháp, dòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2019 đã diễn ra vào chiều nay ngày 12 tháng 11. Sau dòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 15 dự án bước vào dòng chung kết thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm chế biến từ nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ. Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là số lượng dự án tham gia nhiều nhất so với các lần tổ chức trước đây bên cạnh đó các dự án có sự đầu tư công phu độc đáo mang tính thực tiễn cao khi sản phẩm đã có thị trường đúng với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tại đây các thí sinh thực hiện hai phần thi trình bày dự án và trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng giám khảo tiêu chí chấm điểm dự án dựa trên các yếu tố về con người công nghệ mô hình kinh doanh giá trị cộng đồng và kỹ năng trình bày Tại buổi tiếp công dân định kỳ và chiều nay ngày 12 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đã tiếp và nghe ông Lâm Thành Nguyên, ngụ phường 1, thành phố Sa Đéc, trình bày nội dung khiếu nại liên quan đến đất đai. Ông Lâm Thành Nguyên khiếu nại yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích hơn 1.200 m2, thuộc thửa số 162, tờ bản đồ số 19, phường 1, thành phố Sa Đéc. Đồng thời, ông cũng phản ánh một số trường hợp tương tự như trường hợp của ông dẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Sa Đéc. Qua kiểm tra, ra soát và ý kiến của các ngành chuyên môn cũng như phản ánh của ông Lâm Thành Nguyên, Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra của tỉnh để thanh tra vấn đề bao chiếm đất đai, kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vào cuối tháng 12. Chiều nay, kho bạc nhà nước tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Bé Tư, Phó Giám đốc phụ trách kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Giám đốc kho bạc nhà nước Đồng Tháp. Trên cương vị mới, ông Lê Văn Bé Tư mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ công chức kho bạc nhà nước, sự quan tâm của các sở ban ngành cấp tỉnh trong quá trình công tác, đồng thời hứa ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của lãnh đạo kho bạc nhà nước và lãnh đạo tỉnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Chúc mừng tân giám đốc kho bạc nhà nước Đồng Tháp vừa được bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa. Mong muốn ông Lê Văn Bé Tư tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến khảo sát việc triển khai tháng đánh giá phát triển trẻ thơ cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi tại trường Mầm non Phú Cường, huyện Tâm Nông. Trong thời gian 2 ngày, đoàn tiến hành đánh giá và thu thập dữ liệu sự phát triển của các trẻ có độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi về chiều cao, cân nặng đánh giá sự phát triển của trẻ bằng các bài tập đơn giản, tiến hành phỏng vấn cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ về quá trình nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại gia đình, khảo sát và thu thập thông tin của các giáo viên trực tiếp nuôi dạy trẻ về kỹ năng chương trình giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, dần dần. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 10, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, tại 90 điểm với 5.718 cử tri tham dự và tham gia đóng góp 540 lượt ý kiến. Kết quả tổng hợp cho thấy cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến kỳ họp thứ 13 sắp tới. Lĩnh vực giao thông vận tải xây dựng được cử tri nhiều địa phương quan tâm kiến nghị. Cụ thể, cử tri xã Thông Bình, huyện Tân Hồng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát đầu tư kinh phí xây dựng bờ kè chống sạt lở đoạn đường từ đồn biên phòng Thông Bình đến cầu Cái Cái náo vét sông Cái Cái đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ biên giới Thông Bình. Cử tri huyện Cao Lãnh kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư kinh phí xây dựng chợ Bình Hàng Trung, chỉ đạo cơ quan chức năng công bố công khai quỹ bỏ quy hoạch khu công nghiệp Ba Sao để người dân trong khu vực được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Về an ninh trật tự, cử tri đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý một số nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đua xe trái phép về ban đêm. Đoạn đường từ xã Tân Mỹ đến xã Tân Khánh Trung, khu vực cầu dọc Cống, dần Dần. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải ngân kế hoạch vốn giao đầu năm dưới 85% cả năm 2019, đồng thời rút vốn điều chuyển vốn cho dự án công trình khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quyền chỉ đạo quán triệt trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức thuộc quyền quản lý khi áp dụng các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cần vận dụng theo hướng linh hoạt, trừ những vấn đề mang tính pháp lý, và chủ động phối hợp trao đổi ý kiến xử lý các trường hợp cụ thể trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp tránh áp dụng quy định một cách máy móc cứng nhắc gây khó khăn phiền hà buộc người thực hiện thủ tục hành chính phải đi lại nhiều lần